Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 28 tháng 6, 2024, giá hôm nay vẫn đang đi ngang nha bà con. Tại miền Tây, mức sang kinh 105-110, lắc thon 110-120, sáu hụ 70-75, chuồng bò cũng 70-75, ri sáo hàng đẹp giá 50-55, ri sáo mua xô từ 40-45, sầu thái hàng đẹp 75-85, sầu thái mua xô 65-70 ngàn đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 50-55, ri sáo mua xô từ 40-45, sầu thái hàng đẹp 77-84 ngàn, sầu thái mua xô từ 65-70 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 50-55, ri sáo mua xô từ 40-45, sầu thái hàng đẹp từ 75-85 ngàn, sầu thái mua xô từ 65-70 ngàn. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương tùy. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.